Hello, xin kính chào toàn thể các quý vị có bác đang theo dõi kênh của cửa hàng Nông Cơ Huy Hoàng các bác nha. Địa chỉ của cửa hàng tại thôn 8, xã Đức So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, số điện thoại 0354392929. Vâng, và hôm nay là ngày 21 tháng 2 năm 2023 thì cửa hàng chúng em xin giới thiệu cho các bác một lô máy cưa xích. Rất là nhiều các thương hiệu hôm nay là lô máy cưa nhỏ nhẹ để phục vụ về cưa gia đình các bác nhá. Hôm nay thì chúng em là đánh dấu là lô chữ U ạ. Đó, tổng cộng gồm có 10 con đẹp cực kỳ xuất sắc luôn các bác nhá. Toàn là những hàng tuyển lựa nhập trực tiếp từ bên Nhật trở về và máy móc cam kết cho các bác là nguyên zin nguyên bản từ A tới Z, con nào cũng thế các bác nhá. Nguyên zin từ làm xích cho tới linh kiện ở bên trong máy. Đó, hôm nay là cửa hàng chúng em là lô này là lô cưa giá rẻ các bác nhá. Giá thì chỉ khoảng tầm trên dưới 2 triệu thôi, 1 triệu mấy cũng có, để về cho các bác phục vụ cho các bác sử dụng gia đình, cắt tỉa vườn nhà đồ linh tinh, hoặc là cắt củi nấu rượu, cắt cành cà phê đồ linh tinh ấy. Đó. Nay là có rất là nhiều này, anh em đánh dấu ký tự lô chữ U nhá. Đó, U1, U2 này, U3, U4, U5, U6, U7, U8, U9, U10. Các bác nào mà ưng ý con nào rồi các bác xem kỹ video. Ưng con ví dụ là các bác ưng con này chẳng hạn này, đấy con này là U7 chẳng hạn đấy, thì các bác liên hệ cho cửa hàng chúng em, các bác đặt, các bác bảo là chốt cho anh con U7 là cửa hàng chúng em biết ngay là các bác muốn đặt hàng con này các bác nhé. Thì cửa hàng chúng em sẽ gửi hàng đi đúng cho các bác. Các bác để lại cho cửa hàng chúng em địa chỉ, số điện thoại cũng như là tên, thì cửa hàng chúng em sẽ ship đến tận nhà cho các bác luôn. Và giá thì cửa hàng chúng em đã công khai hết trên từng con máy rồi các bác nhá. Đấy, từng con một. Con nào thì cửa hàng chúng em là đã báo giá rồi. Và giá mà cửa hàng chúng em ghi ở trên này á, là đã bao gồm phí vận chuyển và tặng kèm phụ kiện các bác nhé. Bộ phụ kiện bên em là gồm một tít mở buji, một chiếc rũa và một tô vít trình. Giá đã bao gồm phí vận chuyển và tặng kèm phụ kiện. Các bác hàng tới các bác không cần phải thanh toán thêm bất kỳ chi phí gì nữa, chỉ cần thanh toán đúng số tiền mà cửa hàng chúng em để trên này thôi. Đó, hôm nay thì em thì cũng hơi ốm một tí xíu này, cái giọng của nó thì nghe nó không được ok cho mấy, thì các bác cũng chịu khó nghe giúp cửa hàng chúng em các bác nha. Đấy, đầu tiên là một con máy Makita này, cực kỳ VIP, cực kỳ đẹp đúng không ạ? 333 Echo Kyurit, Echo Ryobi, Shidawa, Tananka, Maruyama, hàng Komatsu, Echo tiếp, và một con Ryobi. Đây là có hai con cưa tay cụt phục vụ cho các bác về cắt cành đồ linh tinh hoặc cắt chèo cao các bác nhá. Ok, chúng em xin phép đặt máy quay xuống cũng như là giới thiệu chi tiết từng con một để cho các bác vui dễ dàng lựa chọn cũng như là nghe tiếng tét nổ của cây máy các bác nhá. Dạ vâng, đầu tiên trong lô máy ngày hôm nay là một con máy cưa U1. Lô này là lô cửa hàng chúng em đánh ký tự là lô U các bác nhá, lô chữ U. Đấy, đầu tiên là một con máy cưa Makita ME333. Một con máy thì cực kỳ thương hiệu, bán rất là chạy các bác nhá. Hầu như những cái dòng sản phẩm như thế này, cửa hàng chúng em nhập về như thế nào thì bán cực kỳ chạy luôn. Con này thì tại sao mà rất nhiều các bác hay tin tưởng cũng như là lựa chọn? Bởi vì cái công suất của nó, cái thứ nhất là vừa đủ, nhỏ nhẹ, cân nặng thì chỉ khoảng tầm 4,5 kg thôi cả làm xích đấy, 4,2 kg đến 4,5 kg cả làm xích. Và điều đặc biệt là con này thì nó được tích hợp chụp giật trợ lực này, đó, tích hợp chụp giật trợ lực giật rất là nhẹ nhàng, có núm bơm sang phụ đầy đủ cho các bác nhé. Đấy, con này thì tích hợp một ốc lam, và ốc lam của nó là ốc lam to, ốc lam của nó vặn bằng khóa 13 lận cơ. Lam con này là xài xích chung 91. Xích này thì nó vừa với những loại xích của máy cưa điện đấy các bác. Máy cưa điện thì sử dụng thì loại xích này thì vừa luôn các bác nhá. Lam con này mặt cắt là được 35 phân mặt cắt cho cây lam của máy cưa U1 này. Đấy, còn xích của nó, lam xích của nó là vừa với sản phẩm máy cưa điện mà trên thị trường bán rất là nhiều, nên là các bác đến nữa mà xích có hỏng hoặc là sao thì thay thế cũng rất là dễ dàng các bác nhá. Thắng xích thì sử dụng đầy đủ nguyên này. Con này thì tình trạng theo cửa hàng chúng em đánh giá thì nó rơi vào tầm khoảng con này thì tình trạng máy đẹp khoảng 90% nữa. Cực kỳ đẹp, chỉ có tem này thì nó hơi bị chóc một tí xíu thôi. Còn về tổng thể con này thì cực kỳ xuất sắc luôn các bác nhá. Ở đây là công tác này, gạt xuống là tắt, gạt lên là mở các bác nhá. Phần này là phần đổ nhớt thải để bôi trơn lam xích. Đó, còn này là đổ xăng pha nhớt. Những dòng sản phẩm máy cưa đa số là những dòng sản phẩm hai thì để sử dụng đổ xăng pha nhớt cả các bác nhá. Và lô ngày hôm nay thì cũng không ngoại lệ, con nào thì cũng sử dụng xăng pha nhớt cả, chứ không phải là xài mỗi xăng riêng đâu ạ.
các bác nhìn qua sợi dây giật của nó này, sợi dây giật này là nguyên zin nguyên bản của nó các bác nhé, nguyên zin nguyên bản đấy ạ. Sợi dây giật của nó thì còn trắng phao luôn đó, hầu như là chủ cũ người ta chưa xài, cực kỳ đẹp và chất lượng luôn các bác nhé. Con này thì cắt gỗ đường kính khoảng tầm 20 đến 25 phân đổ lại các bác nhé, 20 đến 25 phân đổ lại thì cực kỳ thoải mái luôn, nhỏ nhẹ phục vụ cho các bác về cắt cành đồ linh tinh đấy ạ, về mà cắt cành cà phê hoặc là cắt củi nấu rượu, cắt những cái khúc mà nhỏ 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 tầm như bắp chân bắp tay đấy đó, thì về thì cắt con này thì quá là hợp lý luôn, cực kỳ nhẹ nhàng mà giá cả lại phải chăng các bác nhá. Thương hiệu Makita thì cực kỳ nổi tiếng rồi. Rồi và tiếp tục đến là một con máy cưa Echo. Con này là thương hiệu Echo của thương hiệu Kyorit các bác nhá. Đó, máy là máy Echo. Con này thì cửa hàng chúng em vẫn đang bán với giá là U2 giá 2.200.000. Con này để xài là xích của nó là xài xích mini các bác nhá. Xài xích mini. Đó, làm con này mặt cắt là được 30 phân các bác, 30 phân. Nhưng điều đặc biệt là con này là hệ đề mới. Hệ đề mới. Đó. Đến đó con này thì nó được tích hợp nó này. Bên trên này là phần bộ chế hòa khí để cho các bác lâu lâu các bác sử dụng thì cái bộ chế này sẽ một thời gian thì nó sẽ bị máy nào cũng thế thôi, xài một thời gian cái bộ chế hòa khí của nó thì nó sẽ bị tắc hoặc là bị dơ bị bẩn đấy ạ. Thì cái dòng sản phẩm này thì tháo ra vệ sinh cũng như là rửa thì cực kỳ dễ dàng và tiện lợi luôn các bác nhá. Bởi vì hệ đời mới của nó thì nó được thiết kế thì có phần tiện lợi hơn đấy. Và con này thì được tích hợp chụp giật trợ lực lò xo, vẫn con núm sao phụ đầy đủ từ A tới Z. Khóa xích thì ok luôn các bác nhá, khóa xích vẫn là ok luôn đấy. Máy móc thì cực kỳ nhẹ luôn, con này thì em nghĩ là khoảng 4 kg thôi cho cả cây máy. Máy móc thì vẫn cực kỳ vip và xuất sắc luôn các bác nhá, quá đẹp đúng không ạ. Phần bên trên này là phần đổ xăng pha nhớt này, xăng pha nhớt. Còn bên dưới này là đổ nhớt để bôi trơn lam xích các bác nhá. Đó, nó có ký tự ở trên này đây, đây. Đây là nhớt để bôi trơn lam xích này, là cái phần bên dưới. Còn xăng pha nhớt là bên trên. Đó. Và con này thì nó được tích hợp là e gió tự động các bác nhá. E gió tự động này, các bác kéo ra cái đẩy vào. Kéo ra, đẩy lại. Đẩy lại là bóp ra cái là tự nó đẩy vào. Vâng, con U3 là một con máy cưa thương hiệu Echo các bác nhé. Echo, dòng này được sản xuất tại nhà máy Kyorit. Đó, vẫn là dòng Nhật nội địa các bác nhé. Con này thì được tích hợp hai ốc lam và trực tiếp bằng khóa 10. Và điều đặc biệt là con này cái thứ nhất tại sao thương hiệu này cũng cực kỳ là rất là bán chạy các bác nhé. Con này thì đầu tiên là được tích hợp của nó là lam Latin này. Đó, lam Latin là lam xích, là nguyên zin theo máy của cây của Echo các bác nhá. Mặt cắt của cây lam con này là từ 37 cm cho mặt cắt của cây lam này các bác nhá, gần 40 cm rồi. Đó, và con này thì công suất của nó là 34 cc. Đó, với những dòng cưa mà nhỏ nhẹ để phục vụ gia đình là công suất 34 cc là công suất lớn nhất rồi. Đó, em không nói là những cái dòng sản phẩm mà máy lớn để khai thác và cũng như sản phẩm lớn hơn các bác nhá. Đối với những dòng cưa mà nhỏ nhẹ để gia đình như thế này, cân nặng khoảng 4 kg, hơn 4 kg, là 34 cc là công suất là cực kỳ lớn rồi các bác nhá. Đó, thương hiệu Echo Kyorit rất là bền bỉ. Và con này tích hợp là có núm bơm xăng đầy đủ cho các bác. Giá con này thì cả chúng em đang bán với giá là 2.150.000. Đó, công tác công tiết thì ở đây.
máy móc thì căn chỉnh từ A tới Z, tình trạng nguyên zin nguyên bản, thắng xích thì sử dụng đầy đủ các bác nhé, thắng xích thì sử dụng đầy đủ các bác. Ok, chúng em để chúng em giật test nổ con này cho các bác nghe qua tiếng máy. Dạ vâng, qua con U4 các bác nhé, một con máy cưa thương hiệu Ryobi. Con này thì sản xuất cũng là tại Nhật này các bác. Đó, đây, tất cả Made in Japan các bác nhé, nguyên zin nguyên bản từ A tới Z. Máy móc con này tình trạng cũng khá là đẹp. Con núm bơm xăng phụ đầy đủ cho các bác. Con này thì cắt gỗ đường kính khoảng tầm 20 phân đổ về các bác nhé. Hai ốc lam bạn trực tiếp bằng khóa 10 này. Con này điều đặc biệt thì cả chúng em đã lên cho các bác luôn một sợi xích mới luôn rồi các bác nhé. Sợi xích của nó thì nó hơi cùn rồi nên cả chúng em đã lên cho các bác hoàn toàn miễn phí một sợi xích mới theo máy luôn các bác nha. Đó, tem mác thì chuẩn chỉ từ A tới Z. Đây là phần công tác ở phần bên dưới, gạt lên là tắt, gạt xuống là mở. Đấy, đây là phần đổ nhớt để bôi trơn làm xích các bác nhá. Còn đây là đổ xăng pha nhớt này. U4 giá của nó là 1.900.000, giá đã bao gồm phí vận chuyển các bác nhá. Cắt gỗ đường kính khoảng tầm 20 phân đổ về. Làm con này mặt cắt là được từ phần ra này cho tới đây nó rơi vào tầm khoảng 35 phân các bác nhá. 35 phân mặt cắt. Đấy, quay chi tiết luôn cho các bác. Dòng này về các bác sử dụng thì cực kỳ bền luôn các bác nhá. Thương hiệu Ruby nó quá là bền luôn rồi. Tiết kiệm nhiên liệu nữa. Dòng Nhật thì cực kỳ bền và chất lượng. Ngay thì chúng em lên tiếp được bác một con máy cưa Shinawa này. Con này là U5 các bác nhá. U5. Thương hiệu Shinawa. Đó. Giá lại cực kỳ hữu nghị, chỉ 1.700.000. Con này thì không có thắng xích các bác nhá, không có thắng xích. Nó bị mất với thắng xích rồi nên là cả chúng em đang xả giá rẻ cho các bác luôn. Tại nếu mà con này thì cả chúng em có thắng xích đầy đủ nhá thì đang bán với giá khoảng 2.200.000. Hôm nay thì con này nó bị mất với cái thắng xích rồi. Đối với các bác nào mà nhu cầu mà không cần sử dụng cái thắng xích mấy ạ, đó, hoặc là lâu lâu mới cắt thì lại chi phí lại ít, thì các bác lựa chọn giúp cho em cửa hàng con này các bác nhá. Bởi vì con này thì xả giá thì cực kỳ rẻ luôn, nhưng mà máy móc thì quá là bền và chất lượng, có tích hợp chụp giật trợ lực. Những sản phẩm mà máy cưa ấy mà đã có tích hợp chụp giật trợ lực thì không bao giờ có giá dưới 2 triệu đâu ạ. Đó, con này đấy được tích hợp chụp giật trợ lực mà giá lại cực kỳ rẻ luôn. Núm bơm xăng phụ đầy đủ, e gió lại tự động nữa. Đó, đây, bóp về, bóp kéo ra, bóp cái tự nảy về lại phần này nữa, tháo ra vệ sinh lọc gió lọc ria cũng như là bộ chế hóa khí thì cực kỳ dễ dàng các bác nhá. Nó được thiết kế ở phần bên trên này thì tháo lắp rất là dễ dàng. Làm con này vẫn là lam xích nguyên zin nguyên bản của nó các bác nhá. Mặt cắt con này được 30 phân, ốc làm là ốc làm to luôn à. Đó, cực kỳ rẻ và chất lượng. Thank you.
Vâng, hôm nay thì chúng em đang có một con máy U6, một con máy cưa Tananka tình trạng đẹp 99% các bác nhá. Giá 1.950.000. Con này thì cực kỳ xuất sắc luôn các bác. Hầu như là chưa xài luôn đúng không ạ? Quá là đẹp. Đây cho các bác nhìn qua phần bô của nó đây ạ. Keng xe beng luôn đúng không ạ? Ốc lam này, trắng phau. Cực kỳ chất lượng luôn. Lam con này mặt cắt là được 35 phân các bác nhá. 35 phân. Giá 1.950.000. Máy móc tình trạng đẹp như thiếu thùng, dòng Tananka Nhật nội địa. Nguyên zin nguyên bản từ ATZ, có tích hợp đúng môn xăng. Đó, đây là phần xăng pha nhớt. Đây là phần nhớt để bố chân lam xích. Và con này thì cắt về gỗ đường kính khoảng tầm 20 đến 25 phân đổ lại. Dạ vâng, và đây là một cây máy Maruyama vòng tua cực kỳ cao. Đó, con này thì công suất của nó là 30cc, giá 1.900.000 các bác nhá. Hai ốc lam, vặn trực tiếp bằng khóa 10, cực kỳ chắc chắn. Lam xích là nguyên zin nguyên bản theo máy. Lam con này mặt cắt là được 30 phân các bác nhá. 30 phân mặt cắt cho cây máy U7, giá 1.900.000, thương hiệu Maruyama của Nhật nội địa các bác nhá. Nhỏ nhẹ cho có về sử dụng gia đình. Đây, còn đây là một con máy Komatsu, thương hiệu Komatsu thì toàn là những hàng đắt tiền và chất lượng thôi. Hôm nay thì chúng em có một con máy Komatsu G310. Đây ạ, máy móc khá là đẹp đúng không ạ? Các bác nhìn cái tem Komatsu Zenowatt này rồi. Các bác nào sử dụng cắt cỏ nhiều có lẽ là thương hiệu này thì cực kỳ chắc. Các bác nào khá là nhiều các bác biết. Máy móc cực kỳ đẹp và chất lượng các bác nhé. Làm con này mặt cắt là được vẫn là 30 phân. Xích là xài xích mini nhỏ gọn các bác nhé. Có núm bơm xăng phụ đầy đủ cho các bác này. Có núm bơm xăng phụ đầy đủ. Phần này là phần e gió các bác nhé. Đó, đây là phần xăng pha nhớt. Đây là bình nhớt để bôi trơn lam xích. Chiếc máy khá là đẹp. Vâng, hôm nay thì chúng em có hai chiếc máy cưa tay cụt. Con này là thương hiệu cũng là Echo, sản xuất tại Yamabiko. Đây, sản xuất tại nhà máy Yamabiko. Made in Japan các bác nhá. Con này tem mác hầu như là còn nguyên vẹn từ ATZ. Hai ốc lam bằng trực tiếp bằng khóa 10 và con này thì được tăng giảm trực lam xích trực tiếp trên phần thân lam này luôn. Xích là xài xích chung 91, chung với dòng những cái dòng một xích máy cưa điện các bác nhá. Lam con này mặt cắt là được 35 phân ạ, 35 phân mặt cắt. Đó, thương hiệu Echo. Một chiếc máy cưa tay cụt, giá con này là 2 triệu đồng các bác nhá. 2 triệu đồng. Thắng xích sử dụng đầy đủ nguyên từ ATZ này. Có núm bơm xăng phụ đầy đủ luôn.
bác nào mà đam mê mà hay trèo cao hoặc là trèo thang, cắt cành trên cao em mà cần sử dụng bột tay thì các bác lựa chọn cho em con này các bác nhé. Thương hiệu con này thì quá là chất lượng rồi, rất là nhiều các bác tin tưởng và sử dụng những dòng sản phẩm như thế này. Con này thì em bán thì những dòng này thì em nhập về bao nhiêu, hầu như nhập về bao nhiêu là bán đấy, cực kỳ chạy luôn các bác nhé. Rất là nhiều các bác tin tưởng và lựa chọn luôn. Giá 2 triệu đồng cho một con máy cưa Echo GC301 các bác nhé. Dạ vâng, và cuối cùng trong lô mà ngày hôm nay là một con tay cụt tiếp thương hiệu Ryobi của dòng Nhật nội địa. Đó, giá 1.800.000. Con này thì giá cả thì phải chăng hơn con Echo. Bởi vì thương hiệu này thì nhiều các bác ấy chưa biết thương hiệu như thế này, nên là giá cả thì nhập vào nó có rẻ hơn. Nhưng mà tem mác vẫn là chuẩn chỉ, máy móc tình trạng nguyên zin, nguyên bản, linh kiện thay thế vẫn rất là dễ dàng các bác nhá. Rất là dễ dàng. Còn riêng con này thì cửa hàng chúng em cam kết là nguyên zin nguyên bản. Xích vẫn là dài xích trung 91 này, và lam mặt cắt là được 35 phân, có tăng giảm trực tiếp trên phần thân lam luôn. Núm bơm xăng phụ cũng là đầy đủ, thắng xích sử dụng từ ATZ. Thắng xích vẫn đầy đủ các bác nhá. Hai ốc lam vặn trực tiếp bằng khóa 10. Con này thì tất cả linh kiện, những dòng sản phẩm mà con U9 có thì con này cũng có được tích hợp đầy đủ các bác nhé. Hai ốc lam, có hai ốc lam này. Đó, tăng giảm trên thân lam cũng có luôn các bác nhé. Núm bơm xăng phụ, có núm bơm xăng phụ mà giá cả lại rẻ hơn. Đó, linh kiện thay thế thì cũng rất là dễ dàng, không có khó các bác nhé. Vâng, vừa rồi thì cửa hàng chúng em đã test nổ cũng là giới thiệu sơ qua tất cả những dòng sản phẩm máy cưa rồi. Hôm nay thì lô cửa hàng chúng em là chủ yếu là về phục vụ sử dụng gia đình các bác nhá. Cắt gỗ đường kính khoảng tầm 25 phân đổ về thôi. Không có những dòng máy cưa mà to để sử dụng khai thác các bác nhá. Đây là các bác vui lòng xem kỹ video giúp cửa hàng chúng em. Cửa hàng chúng em thì không cần cọc trước. Các bác nào mà ưng ý con nào rồi thì nhấc máy ngay và liên hệ cho cửa hàng chúng em để đặt hàng. Các bác đọc cho em cái mã mà cửa hàng chúng em đã đánh dấu trên từng con một rồi đấy ạ. Đây U8 này, U6 này, U9 này. Đấy, các bác đọc cái mã là cửa hàng chúng em biết ngay các bác muốn lựa chọn con gì, để chúng em tiện gửi hàng cũng như là cho nó đúng máy các bác nhá. Để tránh các bác đặt hàng nó bị sai sản phẩm, đến rồi lại mất lòng của cả hai, cũng như là mất tiền, cũng như là mất cả thời gian nữa. Đó, nên là các bác xem kỹ giúp cửa hàng chúng em để dễ dàng đặt hàng, cũng như là khi đặt hàng thì có thể tin tưởng nhất các bác nhá. Rồi, cửa hàng chúng em xin chào các bác, hẹn các bác video sau.